Sophia. Liam. Hey, xin chào. Can I get a bacon egg McMuffin meal with a large cappuccino, one sugar? Yeah. And can I also get 4 extra hash browns, thanks? Yeah. And would you like 4 cream milk and a cappuccino? Yes, thank you. Anything? That's it. Let's get that one. $20.40. Thank you. Xin chào buổi sáng các bạn nha. Mấy bữa nay bận quá, cả lâu lắm mà không có quay video thường. Cứ lâu lâu cô rảnh nó có thời gian quay video, cái để đó không có thời gian chỉnh sửa luôn. Ông xã mình đang mua cà phê với lại bánh pha tay chim cho tụi nhỏ ăn sáng. Bây giờ 8:30 sáng. It's good. It's all I need. Em xin chào. Hello, the cappuccino. Thank you. Won't be too long. No worries, thank you. Move, look at it. Who folds it? You. Your car messy. Bây giờ thì ông xã lên chở Elvin với tụi nhỏ. Elvin thì đi đá banh ở trên Cali. Coi gì mà nó cười. Chở Elvin đi đá banh, từ nhà nên lái xe 1 tiếng đồng hồ tới chở đá banh. Thì còn Ethan thì không có đi, tại vì Ethan hôm nay qua nhà bạn chơi ngủ okay. Lại rồi. Hồi tối hôm qua Ethan ngủ lại nhà bạn rồi. Như bay bớ kìa. Có không? Why don't you wait for this food? Rồi ông xã lên mua bánh, lên nói xong chợ lát đi ăn phở. Rồi chở Elvin tới chở đá banh. Ethan đó thì hồi tối ngày qua tới nhà bạn chơi ngủ lại, tới chiều nay mới về. Give to the Sophia, please help. Rồi wait, eat that one, then you'll get the other one. Ảnh ăn một cái mà anh còn hỏi còn cái của con nữa đâu rồi. Rồi còn thả Elvin chở đá banh này, Linh với ông xã lên đi tới chợ Châu Á ăn phở xong rồi mua một số đồ ăn nữa. Đó, cho nên quay video sơ sơ thôi. Thì nói chung là hôm nay giờ Linh rất là bận luôn các bạn. Tại vì Linh làm á thì có nhiều cô với chị đồ đó, nhiều bạn đồ hỏi Linh á là chị có mấy xem mấy video cũ chưa có biết á, là hiện tại là Linh có công việc làm tại nhà, là có mở shop nhỏ riêng của Linh là làm việc tại nhà, là nói nguy á. Mà Linh làm rất là bận luôn, làm từ sáng cho tới giống như là tháng này ông xã Linh ở nhà nè, Linh làm từ sáng từ 9 giờ sáng cho tới 8 giờ tối luôn á, làm khách liên miên, không có thời gian nó ăn luôn. Ông xã Linh á phải mua đồ ăn cho tụi nhỏ, từ ngày nào cũng mua cho mua đồ ăn nhanh không á, tại anh xã Linh không có giỏi nấu ăn, ảnh làm phụ giúp được trong nhà được nhưng mà nấu ăn thì ảnh không có giỏi lắm, cho nên mua thường. Đó, vậy cho nên Linh không có kịp đăng video mỗi ngày hay là quay video nấu ăn hay là gì, không có thời gian nấu ăn luôn, rất là bận. Nói lông mi á, giống như là ở Việt Nam mình cái nghề mi á rất là ông xã Linh ở Việt Nam mình cái nghề mi rất là thịnh hành, bây giờ ai cũng thích nối lông mi cho nó dài ra đó. Đó thì để Linh lấy cái này ra cho anh xã Linh ăn. Thì nói chung là bây giờ Linh cũng có cái nghề chính của Linh rồi, cái đó là giống như là cái công việc thường ngày của Linh, còn video là khi nào Linh rảnh, Linh có thời gian Linh quay đăng lên cho vui thôi, chứ làm gì làm. Yeah. Làm gì làm cũng phải có cái nghề cho nó ổn định, chứ quay video đâu có ổn định đâu. Vậy thì các bạn thích xem video thường một thời gian rồi thôi thì chán, tại gia đình Linh cũng không có cái gì nhiều để mà quay hết trơn. Ai cũng bận rộn, ông xã Linh nó làm đi làm về, đi làm tới ngày làm về chỉ có thời gian quay quần với vợ con thôi, chứ cũng có đi chơi bạn bè gì, cho nên cũng có gì nhiều quay. Còn về dịch cũng đâu có đâu đi du lịch, mà đi du lịch nhà Linh hả là 6 người đi đâu cũng rồi rất là tốn kém luôn, cho nên là ít có đi. Giờ muốn đi qua thăm má chồng Linh mà 6 người đi qua bên gia đình nhà má chồng Linh là cũng rất là tốn tiền luôn, tiền vé không á là không cũng 6 người cũng 4-5 ngàn đô rồi, cho nên rất là tốn kém, phải tiết kiệm để dành tiền rồi mới mới đi qua thăm má chồng Linh được.
Đây, bây giờ hiện tại Linh đang ở chợ châu Á trong cái shop bán hải sản với thịt. You want a female? Yeah, one female, one male. Is that all you want? Đây, bây giờ mua cua. Sorry. Oh no, that's it. Ở đây là bán rất là nhiều hải sản luôn nè. Cá, cua, tôm. Ở đây là cua, tí xào. Còn này là ốc gì á. Không biết là ốc gì nên không biết. Nhưng mà còn đây là cua nè. Cua 56, 57 đồng ký. Còn đó là ghẹ. Ghẹ nãy gần nhà. Biết xem đồ quang gì quá không? Ghẹ này ở gần nhà Linh Bắc có nè. Cá rồi quá trời luôn. Cá quá trời luôn. Để đây là cái quầy thịt heo nữa nè. Để Linh lại Linh mua coi có ốc hay là cua gì không. Cá rồi quá trời luôn. 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 Cá này không biết phải là cá khô nữa. Thịt heo nên mua một nguyên muốn thịt bà ba gọi lát nữa về ngày mai làm thịt heo quay nha đúng mì. Rồi thì đây các bạn, bây giờ lên đi chợ mua đồ xong rồi. Hồi nãy các bạn biết sao đang quay lúc mà quay cua đó, cái Linh đi ra lên lựa thêm cá đồ nữa. Cái anh xã Linh nói tụi nhỏ nó quậy trong đó, nó ồn ào, sợ liềm nó đụng cá biển đó, nó bị dướng, cho nên là ông xã Linh dẫn tụi nhỏ ra xe. Ra xe Sophie nó kiếm cái phone của nó. Cái phone của nó. I talk about just now. Really? Yeah, I have to go back there just now. Oh, no, this is... No, go back. Anyway. Rồi cái... anh dẫn nó ra xe đó. Cái... anh dẫn nó đi ra xe cho tụi nó ngồi cho nó nghỉ mệt. Cái Sophie nó tìm cái điện thoại của nó. Thì hai vợ chồng của Linh mới mua cho Sophie cái điện thoại iPhone 12 á. Mua cái điện thoại iPhone 12 mới mua à. Chơi mới lấy chừng 2 tuần à. Tại vì buổi sinh nhật Sophie đó rồi đặt, cho nên là mới nhận được cái 2 tuần nay à. Cái nãy bà đem đi bà coi sao rồi bà để bên hông cửa cái bên ghế, cái ghế ngồi bà ngay cửa luôn. Thì lúc mở cửa ra đi vô chợ nó rớt ra. Nó rớt ra mà lúc Linh nghe Linh ra ngoài xe Linh nghe cái gì rớt. Linh hỏi cái gì rớt vậy Sophia. Thì quay hoài không thấy cái gì hết trơn á. Thì mới đi vô chợ. Vô chợ thì anh xã Linh dẫn tụi nhỏ ra. Thì cái Sophia nó tìm điện thoại nó coi. Nó xem video thì không có. Cái anh xã Linh mới hú hồn. Anh chạy vô shop. Anh kêu lên điện thoại. Anh hỏi lên điện thoại Sophia đâu. Linh nói Linh đâu có biết. Ly dùm nó chuẩn bị nó ngủ. Nó lên xe là nó hết ngủ. Dạ. Cái xong rồi cái Linh cũng hú hồn. Linh đang chờ tính tiền mà tại chợ shop với cái chợ bán cá nó đông lắm. Cái Linh mới bỏ lên nên nói thôi để Linh quay lại. Linh chạy ra Linh kiếm. Thì ảnh vừa chạy ra thì ảnh nói hên. Ảnh nhìn ra cái xe, ảnh nhìn xuống xe, ảnh nhìn dưới đít xe. Các bạn nghe chỗ cấm xe mà nằm mấy trong góc á. Cái điện thoại góc ngay đó đó. Mà hên là xe cái chợ châu Á các bạn đông người lắm. Xe kế bên đó quá trời luôn mà hên là cái người đi bộ người ta không để ý chứ không thôi là người ta lấy mất điện thoại mới tin luôn mà mới mua mà trời ơi cả 2.000 đô chứ bớt ha. Anh xã lên ảnh hú hồn, ảnh thở học hoạch mà Linh cũng thở nữa. Linh nói rồi tiêu rồi, rớt cái điện thoại ở đây á là coi như là mất, tại chợ châu Á mà đông người mà hên là hả tìm được. Linh nói về mua trái cây cuốn đĩa. Sophia, you lucky darling, found the phone. That's why you need to look at the... Linh nói Sophia hên là tìm được điện thoại. Liam, going to sleep? Turn right onto beach road. How you feel shit in your pants just now too? What for? Drop the phone. Scared? Ông xã Linh cũng hú hồn. Tại vì hỏi mà mình... I didn't know, because I didn't know if you had it or not. Anh xã lên mà ảnh this and around he have a lot of camera right? Anh xã lên anh ghét nhất là mất đồ nha các bạn.
Anh không có thích bao giờ thích mốc này. Cost? À, và tôi hăng được 50. Oh. The beef noodle 57. How much you buy? Five. Đó, thì cái xong là cộng thú hồng có đâu có thì đâu có quay video nữa, thôi mua lẻ lẻ đi về, tại cái chợ nay đông lắm các bạn. Chủ nhật mà đông, người ta mua đồ đồ cá thịt tấp nập. Cái là lên thấy tìm được cái điện thoại lên kia nói đó lên video lên mua phở, định hai chồng nay vô tiệm ăn phở luôn. Cái tiệm phở trang gì đó. Ngon lắm. Lần trước có ăn rồi. Rồi cái hôi hú hồn quá, thôi ngồi cho tụi nó ngồi xe luôn đi. Chứ vô tụi nó cũng đâu có ăn đâu, rồi vô mất công quậy quá nữa mệt lắm. Cái là thôi lên về lên mua 5 bịch phở đem về, 4 bịch phở, 1 bịch bún bò Huế. Tại vì Liam với Sophie nó sẽ chia ra ăn một tô. Rồi nearly, yeah, he fighting with sleep. Rồi lên mua thêm 3 bánh mì nữa, bánh mì tên gì ta? Tự nhiên quên tên bánh mì ngang ngường, bánh mì ngon lắm. Bánh mì chả, lần nào Linh đi xuống đây Linh cũng mua bánh mì về ăn hết trơn. Bây giờ chạy tới coi Elvin đá banh. Elvin là nãy 11 giờ đó, mà giờ 11 giờ 12 phút rồi. Chạy tới đó khoảng 20 phút nữa là Elvin đá cũng nửa chặng đường. Half game luôn, chết đấy. Half game. Trời ơi, nói hú hồn. Tìm được hàng thoại mừng. Nói điện thoại này. Điện thoại của bả mới mua đó ha. Có cái giỏ điện thoại được luôn. Cái giỏ điện thoại mới người ta mới có gửi tới chừng 4 ngày. Cái điện thoại thì gửi cũng mới đây thôi, 2 tuần trước. Nhưng mà chờ cái giỏ điện thoại thì mới đưa cho nó chơi. Đáng lẽ là mua tại hồi năm ngoái là cái iPad của Sophie nó bị hư. Cái xong là cái mới mượn của Y Thình xài đỡ. Y Thình cũng có cái iPad mà Y Thình không có xài. Rồi cái mượn của Y Thình coi riết tới năm nay mới nói thôi mua luôn cái điện thoại đi. Tại lớn rồi, Huy 7 tuổi rồi. Y Thình với Evin là 7 tuổi là có điện thoại rồi. Thì mua điện thoại luôn sẵn rồi để đó nó xài lâu. Mà mốt gắn mua sim card nữa là sẵn mốt gọi luôn. Chứ giờ mua cái iPad nữa, cái dài 5 năm, 2 năm nữa, cái mua điện thoại nữa tốn tiền. Cái điện thoại xài lâu lắm các bạn, cái điện thoại mà bỏ vô mua cái vỏ điện thoại cứng đồ vô, trời, bảo quản sử dụng lâu lắm. Anh xả lên, anh hỏi Linh sao trong xe đeo khẩu trang chi vậy? Cái Linh nói tại bữa có bạn kia nói Linh là niền răng á, nhìn thấy ghê quá à. Đeo nói chuyện đeo khẩu trang đi. Cái Linh kể cho anh xã Linh nghe, anh xã Linh nó hỉnh cười, nói trời ơi nhiều người sao mà nói chuyện giống như thẳng thần. Có gì đâu, niền răng là bình thường, giờ đó đâu ai cũng niền hết trơn. Thì do cái răng nó méo người ta niền thôi, có gì đâu, bình thường ai cũng niền hết trơn. Giờ thấy nhiều người rất là, ở Việt Nam rất là nhiều người niền chứ không phải niền đây. Mà tại vì Linh không muốn cái niền cái màu trong nó cho khỏi thấy, Linh không muốn, tại vì cái đó trả thêm 800 đô nữa Linh thấy hơi uổng. Răng của Linh là đeo chỉ có 10 tới 11 tháng thôi, bác sĩ nói vậy, cho nên là Linh không cần trả thêm 800 đô, thấy phí tiền quá. Để 800 đô mình mua này mua kia cho con của mình. Để nó đi, xấu gì. Giờ Linh cũng làm suốt, Linh đâu có đi chơi ăn uống gì nhiều. Ông xã Linh sắp đi làm. Ông xã Linh 5 ngày để đi làm. Ảnh tháng này anh bận bù đầu bù cổ, Linh bận bù đầu bù cổ luôn. Ngày nào Linh cũng làm từ 9 giờ sáng tới 8 giờ tối. Làm một ngày có mấy khách à, 4-5 khách à. Nhưng mà lại tại vì Linh làm kỹ lắm. Lông mi mà ở khách nước ngoài các bạn biết không, mắt đó, người ta dài to mà mi nhiều quá. Thì khi coi xong mini cars đó, wanna see you again. A mini cars here, pop. Hey, I got kangaroo dance. Rồi cái làm là kỹ á, cho nên là làm một bộ mi á là gần 2 tiếng hồ lắm, cho nên là làm lâu lắm. Bởi vì các bạn thấy Linh là không có
thời gian để trả lời tin nhắn hay là anh này khi là gì lấy giờ ngủ rồi nè. Bây giờ cũng mới cắt tóc á các bạn, cắt tóc hôm nhận qua đẹp trai dữ lắm không, handsome boy, real man. Liam đẹp trai ghê các bạn. Handsome like his daddy. Sophia. Anh xã lên nó đẹp trai giống như ảnh vậy. Sophia cũng đẹp gái lắm nè. Là bả lớn mà bả ít nói lắm. Còn đây là anh Liam. Ai có bạn mua chảnh một trái sầu riêng là ông xã lên cưng nó lắm nha. Các bạn chừng hay ghê không? Put, put your foot down please. Anh xã lên cưng nó lắm. Đi 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 chợ châu Á là nhớ là biết Liam nó thích ăn sầu riêng. Liam mommy on the video. Biết nó là thích ăn sầu riêng nên ảnh kêu Linh là mua cho Liam trái sầu riêng nha. Thì cái trái sầu riêng này là sầu riêng sáu ri gì nè. Là Linh cứ lộn sáu ri hay ri sáu hoài à. À, là 14 đồng một ký thì cái trái này là 2 ký mấy mà là 37 đồng và mấy mươi xe 37 đồng mấy mươi xe mà gần 38 đồng luôn. Mà sầu riêng này là cũng dạng đi đông lạnh lấy rã đông hay sao. Mà cái anh nó nói sầu riêng này đợt này ngon cho nên mua trái này ra. Trái này nhỏ nhất rồi đó các bạn. Liam, who going to eat durian? Me. Trời. Coi Linh hỏi là Liam ai sẽ được ăn sầu riêng đi, cái Liam nói là con, chỉ con ăn thôi chứ mẹ không được ăn. Trời ơi, con ghiền ăn sầu riêng vậy. Bây giờ Linh sẽ chẻ ra thử coi nó ngon không. Let me open it ra lên. Hả, còn đây là hai con cua nè các bạn ơi. Con cua đực và con cua cái. Ông xã Linh nói thì anh thích ăn cua đực chứ ông Hạnh không thích ăn cua cái. Linh nói thôi cho Linh ăn một con cua cái tại thích nó có rạch á. Nhìn như có rạch nó ngon hơn con cua bự ghê. Hai con này khoảng 101 rồi các bạn. 50 mấy đồng ta, nãy 56 đồng thì một ký hay gì đó. Gần 57 đồng một ký. Con cua này nó bự ghê. Bên đây người ta cột dây các bạn thấy mình nhỏ xíu mỏng mà chứ không phải gì đâu mình cột. Con dây chà bá đâu, con cua này con cua đực này nó bự nè. Sống rồi các bạn thấy không? Cua nãy này là ra nó kẹp con cua này cua cái nè, lấy ra là nó kẹp gãy càng luôn á, cua cái gãy hết cái càng này, còn sống vo que luôn nè, con này nó bự nè, con cái nó nhỏ hơn con đực một chút, chạy đó. Vo lát tối nay á là sẽ luộc lên, ông xã lên là anh thích luộc các bạn ơi. À, Linh thấy ở bên Úc Vinh và bên Mỹ á, thường á cua á, thường luộc với nước muối đã mặn rồi nha, cua giống như cua với ghẹ nó mặn rồi mà người ta còn thích luộc với nước muối nó cho nó mặn cái thịt thêm nữa ăn nó mới ngon, người ta nghĩ vậy đó. Mình thì mình thích hấp cho thịt nó ngọt ha. À, ông xã Linh mới chạy ra anh đi về đó. Where have you been? I'm talking to my phone. Ông xã Linh nói là anh dựng này Liam nó đang đợi ăn sầu riêng mà Linh lay quay coi cùng bà nó kia không. Hey girl. Hả? Còn trong đây là phở nè. À, mua tổng cộng là 5 hộp. Đây là cái hộp bún bò, Linh sang bún bò. Còn đây là phở, hai tô phở tái với Ethan này với rồi Elvin nè, không rau không rưa nè. Đó phở. Tủ lạnh là chắc đóng trứng, nhà Linh ăn trứng dữ lắm, với thịt xông khói các bạn thấy không? Bịch ảnh mua 2,5 kg mà ăn á ngày qua còn gì đó. Còn đây là người ta cho nước, người ta cho nước nước lèo phở với lại bún bò đây nè. Mỗi cái ăn hộp vậy nè. Một tô hình như nó có 12 13 đồng một tô rồi. Linh mua đúng rồi 4 tô phở với là một tô bún bò Huế đây nè, có cái tên nè. Không có giá đây. Một tô bún bò với 4 tô phở là tổng cộng là 57 đô. Cái mua cái hai hộp bánh nè, mua bánh này cho Liam nó ăn nó khoái lắm. Để nó tối nó ăn nhâm nhi. Để coi cha con nó làm cái gì. Cha con nó đang chơi trong phòng, phòng của Linh nó bừa bộn, chưa có sáng vậy, chưa có sắp mà sắp mệt, sắp niệm rồi lại. Còn đây là cái phòng làm việc của Linh nè các bạn.
Đó, đây là lần đầu tiên Linh quay cái phòng làm việc của Linh ha. À, sáng là bật đèn lên. Đây có cái đèn nữa là bật cho nó sáng. Đó, cái này cái giường nè. Cái giường, nhưng mà khi mà khách tới là Linh có trải một cái tấm giấy dài để cho người ta nằm lên không có dơ các bạn. Người ta đổ mồ hôi rồi mình cũng giặt cái tấm này, nhưng mà cái kia thì nó dễ thôi, nên ai tấm của ai nắm lấy nằm vậy đó. Nó trải dài lên từ cái gói cho tới xuống đây. Cái gói ôm mình lên mua ở Việt Nam rồi, hồi chuyến hàng gửi qua mua cho người ta gác chân cho thoải mái. Còn đây là có cái kiến Hollywood của Linh. Cái kiến này em xả lên mua cũng mấy trăm đô lận á. Đó, kiến có đèn luôn, có mirror, có kết nối YouTube luôn, bật nhạc lên được luôn các bạn. Còn đây là khẩu trang nè, khi mà khách tới là khách sẽ ngồi ở đây. Khách sẽ ngồi ở đây là cái Linh cho người ta ký tên giấy được cái mấy cái lực của cái shop của Linh á. Giống như là người ta sẽ dị ứng cái gì gì ghi ra, phải rửa tay sạch sẽ. Rồi đây khẩu trang nè, bữa chị Hai Linh mua cho Linh quá trời đem qua đây, thì Linh sẽ để đây Linh bán lại cho khách của Linh đó. Giống như ai đi tới đây mà người ta quên khẩu trang á, nếu mà họ người ta quên á rồi đưa cho người ta khẩu trang dạ 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 khẩu trang đó gì, khẩu trang giấy đó. Còn nếu mà người ta thấy này ta thích thì người ta sẽ Linh sẽ bán cho người ta đó. Ở ngoài siêu thị người ta bán mắc lắm, tới 10 đồng một cái như vậy đó. Đây lên bán mấy đồng. Còn đây là cái mấy cái giấy giấy chứng nhận của Linh, nó vậy thôi. Bảng giá nè ha, thấy bảng giá không? Có vậy thôi, rất đơn giản. Bông hoa đường vậy đó. Có cửa hàng nho nhỏ. Phòng làm việc nho nhỏ của Linh. Đó, đây nè các bạn ơi, cái trái sầu riêng nè, Linh khui ra rất là nhiều muối luôn nha. Mỗi ngăn là 3 muối nè, bự ghê luôn á, cũng ngon ghê nè. Còn quá trời trời ra quá trời muối trong đây cũng có nữa nè. Ở đây nguyên cái hàng này cũng có luôn. Đây thì một cái muối nhỏ đó. Cái trái này quá trời muối luôn, tính ra mua cái trái như vậy á 37 đô mà lời. Hôm bữa lên ông xã lên mua cho Liam một cái sầu riêng gì Musakin gì đó mà tới 35 đô một hộp, mà có mấy muối à? Có chừng 5 muối nha. Cho anh tự bóc đi. Which one you want? Hang lấy mami ghép vào giờ. Nó hơi nhão các bạn, tại vì người ta bỏ đá rồi đó, lấy ra về nó nhão á. Trời ơi nè. Đó, muối bự chập bá luôn. Có mặt ảnh rồi. Người đam mê sầu riêng. Cái muối. Yeah, eat darling. Chết boy. Ôi, ngon không? Ngon. Dạ ngon. Dạ ngon. Ngon. Say con mời. Con mời. Mọi người. Mọi người. Ăn. Ăn. Sầu riêng. Sầu riêng. Ngon lắm. Ngon đó. Người ơi, yummy. Asadi eat some. Check my booty face. Asadi eat some. They eat some, I'm eating some. Anh ấy lý ẩn kêu anh xả lên ăn sầu riêng nữa thôi. Rồi vậy thôi Linh xin kết thúc cái video tại đây luôn nha các bạn. Nãy vừa quay cũng sơ sơ thôi, chứ Linh cũng rất là bận lộn luôn. Hôm nay là tại Linh hồi Linh bỏ nghỉ một ngày cho nên không có lịch hẹn á. Chứ ngày mai ngày mốt Linh có lịch hẹn hết rồi. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và hãy giữ gìn sức khỏe trong cái mùa dịch này nha. Rồi bye bye. Tạm biệt Liêm. Tạm biệt. Tạm biệt. Trời ơi, ảnh bóc là ghê không? Mà ảnh ăn, các bạn ăn dữ lắm. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt.